Mời quý vị và các bạn đến với một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có chủ đề Những điều cần đọc kỹ khi sử dụng thuốc. Thưa quý vị và các bạn, theo trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế, đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng thuốc là câu cửa miệng của mọi người nhưng rất hay bị bỏ qua. Ít nhất, bạn cũng nên biết những hướng dẫn này gồm cái gì và nó quan trọng như thế nào. Thành phần Ghi tên thuốc, dược chất và các tá dược cần biết tên dược chất vì đây chính là tên thuốc dùng cho việc điều trị. Đã có nhiều trường hợp, bà mẹ cho con uống nhiều thuốc tưởng là khác nhau nhưng chỉ chứa một dược chất hạ sốt là paracetamol dẫn đến trẻ bị ngộ độc thuốc. Quy cách đóng gói Cách ghi cụ thể về số lượng, khối lượng tịnh, thể tích thực của thuốc, thuốc dạng viên ghi số lượng viên, riêng thuốc viên hoàn cứng, ghi khối lượng tịnh, đơn vị gam, viết tắt là G, miligam, viết tắt là MG, thuốc dạng bột, cốm, mỡ, ghi khối lượng tịnh, đơn vị gam, miligam, thuốc dạng lỏng, ghi thể tích thực, đơn vị mililit hoặc lít. Chỉ định là phần ghi những trường hợp dùng thuốc, có thể ghi trường hợp bệnh điều trị cơn như cao huyết áp hoặc ghi trị tác nhân bệnh, trị run đũa, run kim, run móc hoặc dùng để dự phòng, dự phòng cơn đau thắt ngực cần đọc phần này để xem thuốc sẽ dùng có phù hợp với bệnh đang được điều trị hay không. Cách dùng, liều dùng. Ghi cách dùng thuốc thế nào như ngậm dưới lưỡi, bôi ngoài da, uống hoặc tiêm bắp, tĩnh mạch, tiêm dưới da hay tra như thuốc nhỏ mắt. Còn liều được ghi liều dùng trong một lần, liều dùng trong 24 giờ, liều cho một đợt điều trị. Chống chỉ định là phần ghi những trường hợp không được dùng thuốc, thường ghi một số đối tượng như phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em dưới 15 tuổi, người bị suy gan, suy thận, người bị mẫn cảm dị ứng với bất cứ thành phần nào của thuốc. Hoặc trường hợp nhược cơ, hôn mê gan, loét dạ dày tiến triển. Chống chỉ định phải hiểu là chống chỉ định tuyệt đối, tức là không vì lý do nào đó mà trường hợp chống chỉ định lại linh động được dùng thuốc. Lưu ý thận trọng là phần ghi những lưu ý thêm. Thí dụ, có thuốc ghi trong thời gian dùng phải theo dõi chức năng gan hoặc thuốc không được tiêm bắp mà phải tiêm tĩnh mạch chậm. Phần lưu ý thận trọng có thể được xem là chống chỉ định tương đối, có nghĩa là vì thận trọng có những trường hợp không được dùng thuốc nhưng không cấm hoàn toàn. Tác dụng phụ hoặc tác dụng ngoại ý là phần ghi những tác dụng không phải dùng trong điều trị xảy ra ngoài ý muốn. Ví dụ, một số thuốc dùng trong bệnh lý tim mạch uống vào là gây ho khan có thuốc làm cho phân có màu đen, làm nước tiểu có màu vàng, màu xanh, màu đỏ, một số tác dụng phụ của thuốc thường hay gặp, đau bụng vùng thượng vị, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, nhức đầu, chóng mặt, thường các tác dụng phụ này sẽ mất đi khi ngừng dùng thuốc. Tương tác thuốc là phần ghi thuốc nếu dùng cùng lúc với một số thuốc khác sẽ bị các phản ứng bất lợi. Ví dụ thuốc aspirin nếu dùng chung với các thuốc giảm đau, chống viêm giống như nó được gọi là các thuốc chống viêm không steroid sẽ đưa đến tương tác thuốc làm tổn hại niêm mạc dạ dày hơn hay aspirin nếu dùng chung với thuốc chống đông như comarin sẽ gây xuất huyết. Hạn dùng Hạn dùng được định nghĩa là khoảng thời gian sử dụng được ấn định cho một lô thuốc, thuốc được sản xuất theo lô mà sau thời hạn này thuốc đó không còn giá trị sử dụng. Mỹ phát hiện phương pháp giúp giảm thiếu hụt máu o các nhà khoa học Mỹ cho biết, một loại enzyme vi khuẩn có thể chuyển đổi bất kỳ loại máu thành loại máu O, một phát hiện có giá trị có thể giảm tình trạng thiếu máu trên toàn cầu bằng cách sản xuất nhiều loại máu tương thích khá phổ biến. Tạp chí khoa học Smithsonian đưa tin hôm 22 tháng 8 năm 2018. Các nhà khoa học từ lâu đã tìm ra phương pháp loại bỏ kháng nguyên khỏi nhóm máu AB và AB để chuyển nó thành nhóm máu O, nhưng chưa thể tìm ra giải pháp đáng tin cậy và khả thi. Tuy nhiên phương pháp mới có thể tạo ra sự thay đổi lớn, vi khuẩn có thể bão hòa đường được phát hiện trong protein ở ruột người, một quá trình cơ bản tương tự để loại bỏ kháng nguyên có đường ra khỏi tế bào hồng cầu. Đặc biệt họ phát hiện ra một loại enzyme có thể loại bỏ kháng nguyên A và kết hợp với một loại enzyme khác khử kháng nguyên B khỏi tế bào máu, nhưng vẫn còn một chặng đường dài trước khi kỹ thuật này có thể xác định giúp cứu sống con người. Quý vị và các bạn thân mến, lưu ý khi dùng đông dược đó là chủ đề chính trong chương trình ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh Truyền hình Hương Yên xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.